Ngồi đây đi. Ơi Việt Kiều, tiền ngồi đại đi má. Lẹ kêu cái xe bự nữa. Ờ phải kêu xe bự không? Ờ xe 16 ngồi gần gần tới vui, ngồi chồng lên. Đó. Chồng lên chắc chết quá. Bỏ mấy cái ghế nhựa vô. Không, xe ăn vậy đó. Ghế súp, đi ghế súp. Xe này thì có 16 chỗ mà. Ờ, giờ sao đủ. Chắc 3 người, bố mình 13 nữa là 16. Mình đủ rồi đó. 29 người á, ngồi chiếc xe 16 chỗ được. Ờ, 29 người ngồi 16 chỗ. Mày chắc cũng... 13 người ta vô chịu được rồi. Đúng rồi. Tôi ơi, leo trên nóc quá má. Thì hai ba người về ngồi chỗ cho nó ấm. Ấm. Cũng được, con nghĩ cũng được. Sao đủ không? Ờ, đúng rồi. Anh gọi điện thoại đi. Này anh gọi điện thoại qua ngày giờ ngày á nó chờ nó vô nhà tôi lại. Hợp đồng nhỏ đó, đặt nó chứ cũng chịu rồi đó. Trời, cô báo chừng nào cô đi là cô hú á, sáng đi đó. Gà gái vậy nè, sáng lên xe, bà chở lên đó. Túc hay là bà chiều về bà không? Đi, bao anh đi. Tờ tiễn đâu bao mà. Ủa, trời ơi. Làm xe mình làm luôn cái cho phát tầm đi. Vợ cơm ở đây. Với ông có tiền phải không? Con cho chức mượn trước. Trời ơi, có lại mày. Còn con có lấy lãi. Không. Anh có hùng tiền mà thì bây giờ anh... sáng đi chiều về mà ăn bánh bao cái gì mấy cha mấy mẹ ơi. mua cơm ở đó 30. Tổng bán 30 hộp à, trời đi sáng đi chiều về mua chi. Chị chắc có quen thầy chủ trì ở trong chùa đó không? Không, tôi đi lên tôi lại tôi trả lời mấy cái một cái bệnh. Mình nhờ người ta nấu cái được. Chắc phải báo trước nha, lỡ lên ta đóng cửa bữa đó người ta bận ta đóng cửa. Có đâu má chùa đó đóng cửa. Chùa đó mình chơi có chiều tối lạ. Ủa, chứ đâu có lên chỉnh lần nào đâu mà trả lời. Ta vô hợp đồng hỏi bên đó đi nhiều. Chứ hợp đồng. Có thiệt không? Ở bên đi hết lắm á. Không, giờ có đi, còn đi xe bên con. Bên đó đi vòng lắm. Bên đó nghe nói chùa. Đi bộ lần đi vòng lắm. Bữa tôi xin cha Việt Kiều kia mà tính định đánh mắt. Tôi ở chớn á, chùa đạo chơi luôn. Bắn mắt mấy hồi ta cho lên tôi giải bắn con nửa tông rồi. Chịu ghi giải không khỏi bắn nó cũng sáng mắt nữa. Không, bắn. Thằng hứa mình giải là mình lo thì 2 triệu đó, 2 con rồi má. Còn con nữa. Rồi quyết định chưa? Dạ. Sao chị biết? Qua ngồi đây mà. Hoàng thân mà. Giờ quyết định chưa? Rồi, ảnh Hùng chịu đi 13 người. Mẹ thì cho con mượn cái vỏ mà cái gốm. Hỏi nó tôi chắc lên cái chú tép. Ai cho? Nai. Nai, ai đá mà thích chịu gì? Công an phố. Thôi. Ngồi. Nai công an phố. Thôi. Nai đi. Nai đi. Nai ơi, dứt vỏ công an đi. À, cho ba lô đi ha. Thôi. Không. Mày vỏ hả? Ờ, thích vỏ. Cho địa chỉ nhà đi. 79. Ship qua luôn. À. Hồ đi tỷ à. Hồ tỷ má. Ôi, xe vô đón này thì chất rồi. Rồi, 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 tới công chuyện luôn. 16 chỗ ngồi. Xe người ta quéo 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 kìa. Đó, xe đó. Xe mình đi là 16 chỗ ngồi vậy đó. Xe đó quéo quéo mà đi cái gì. Nó rước gì chết đi sao chứ. Rồi, xe đó lại tới đó. Cái cục cao cặp chung già hết. Lên lai đi anh. Chắc bệnh nhiều bệnh lắm. Giờ đi chùa mẹ. Hỏi má mày có đi không? Bán sao đi? Nó biết chỗ bánh xèo rồi đó. Chừng nào anh kêu nó đem qua. Nó biết nhà anh rồi đó. Đem chức, chức chở anh đi chứ. Bánh xèo đó ăn ngon đó chứ. Gì? Bánh xèo đó ngon á. Tao đâu có ăn mua cho tao ăn không à. Ủa cái bánh xèo hồi nãy thấy đầu giờ mua đâu? Để bệnh ăn tao đâu có ăn. Mướn rồi đó, có 2 triệu con đĩ kia đâu đi mười mấy cái chùa.
Bữa mình ăn bánh hẹ ngon quá à. Bộ cuốn mà bữa bán vậy bán 101 á. Mấy đi thiếu tiền cao ăn đồ lại trừ, coi đi bán nước trong ông á. Nó thiếu cô giờ cô cái đứa nào bán món gì mua khỉ lên. Chất đó bụng quá trời. Đi ở đợ mà chơi cái đó đó. Nhỏ đó. Ủa đó bụng mà mày có 500, Lâm có 500, Hùng Lý 1 triệu mày. Ai? Nói nghe nè. Nói nghe. Đây vô đây nói nghe. À, ngõ hô á, cốc dụm. Nhớ mập vào cối Cần Giang cộng nghiệp quá. Nó phải em đi mình anh chở à ba. Ba với kính lái mấy bài bà già hả ba? Đòi lái mấy chất luôn hả? Ghê trời. Vũ về Cần Giang liền. Em lấy 2 triệu đó đi, em để dành tài. Đi xe anh đỡ cũng tiền. Nó hơi ba bắn máy bay còn chết tại chỗ. Anh nói anh giàu mà anh có xe hơi mà sao chết không chịu? Mày chịu đi, mày khùng quá. Đó, coi em ngằng á. Anh có môn con đâu mà con chịu. Hai thằng ấm ảnh con cần quán ngủ cho có quán bánh xèo. Chuyến này con lên lóc nhà con có điểm khác rồi. Cô có điểm khác rồi đó. Cô có điểm khác rồi. Hai bay qua quán mẹ đó có điểm leo lóc nhà. Điểm nào chỉ con vậy rồi. Thôi chỉ chi. Điểm đó có gì đặc biệt mà mới đi chùa lên chỉnh thì quay đã luôn. Phật nhiều lắm, Phật đó chùa mới xây á. Ủa mà cuối cùng đi mấy chùa ghé chùa tao giái chùa gạo cái không bên kia vẽ hồn biết cả hỏi nhiều người không có nghe đông rồi. Ăn uống anh lấy tiền nha, mấy này giờ ghê tính sao mà đi có nổi bể bên xe 450 ông kinh không. Mọi mấy Hà Nội nước đá ốm quá ha, màu mấy ốm hay. Ủa sao chị biết Hà Nội? Hà Nội hay không? Bên bay sao cụ bay xu quá, bên bển cụ nói trúng 51, 31 quá trời. Rồi vậy chất đưa cho con chứ. Trời ơi, sắp nào con khỉ rồi, con biết đứa nào. Chứ con đâu có lựa đâu. Qua năm hai cái quầy đó là cao hết 500 ngàn. Ê Linh, Linh ù lầy đi. Gọi cho anh siêu lắp đi. Trời ơi 51 gì chứ. Ý da. Đài chánh á, đài phụ. Đài chánh. Nè nè, thấy số 1 rồi nha. Thấy số 1 rồi nha. Mơ đi má, đài chánh. Má nè, đài số 1 rồi nhanh hơn. Đó số 1 đuôi nè. Đài phụ. Đại phụ đi con. 31 á mấy chú. 31 hả? Ừ. Đó, cái 71 luôn. Chứ bán số không giờ chúng mới mua cho vui đi. Em ca chúng ca 63 quá trời 400 ngàn cờ. Chứ cởi hoài rồi. Năm thở mười thì mới có một kỳ. Ờ, ông anh đừng nói rồi không? Anh đừng cần nói đó là hiểu rồi. Ủa? Năm thở một kỳ. Để kể ông nghe nha. Chất, cảm phải dư tính kìa. 232. Mày có phải bê đê không? Nói đàng hoàng, con là bê đê. Nói. Nói. Ê, cậu đi ra coi vợ làm gái đâu. Đi chợ chết đi. Coi thử nó làm gái ngày nhiều làm đâu. Má nhỏ hôm qua nhỏ vậy mà 7 đứa con à. Ờ ghê rồi sốt. Tao sạn cho nó 5 bộ đồ đó, 3 cái áo khoác. Với tao tính kêu về ở với ba Hưng đi, ba Hưng đi quay về cho tiền lấy cái thằng hồn chứ khổ. Thôi chứ con làm ai cho con còn mối độc không nè. Cái nào thơm mới toàn độc không à. Khách này vô cái ghê, khách gì đâu. Chị
xuống sớm mà. Bán gần hết chưa chứ? Ô lầy đi, giờ tối rồi đó. Châu anh trước đi, của mình có tiền. Đi đi. Mọi người cạch ca lại la lại la. Hôm nay bán với số. Nay em bán với số. Số nhiều đại nào nói ra. Số 10, Đồng Tháp 36, với mẹ Quan Âm Cà Mau 87 48. Rồi số gì nữa? Có hôm nay là em có số mấy, số mấy? Mắt tao giật mấy con bầy quá. Hết luôn nha, họ đọc không phải thiếu số cũng không được nữa. Số 10, 36, 87. Để bao bên đây đi trước rồi đọc đi. Thôi, hỏi để. Đọc đi trước. 87, 43, 95, 48. Rồi, cái gì nữa? 16, 30. 53, 77, 76, 65, mẹ Quan Âm. Nay ngày sanh mẹ Quan Âm nè. Chùa đèn cầy đông lắm á. Tối đi chùa đèn cầy chứ. Cái đèn cầy bự bằng cột đèn. Ba bóp cu con còn hoài, nó lớn đéo nổi mất chinh nữa ba. Ngu chứ. Kìa Việt kiều ớt cơn đó, ớt cơn vô á. Mời sao mấy đứa này nó ăn món này nó ngán ha. Ủa vô bọn tao với số đâu ngán hay gì chứ? Chứ chúng mua nhà, chúng ta mua nhà. Mày chứ bán đâu ngoài chúng ăn. Mày chứ bán cho chúng không? Chúng. Chúng đâu? Anh cả đâu còn nghiệp quá hả? Bây giờ mình là nhà anh cả mình kiếm ảnh không chứ? Bữa nào chở chở đi. Nhà anh ở đâu? Nhà anh Bình Chánh. Trời ơi, ở đâu gần Long quá An, vậy mà. Long An. Từng ruột Long An. Thôi đi qua cái cầu kiệu. Nghe nói gần Bình Quân, Bình Hưng á. Đi quốc lộ 50. Bà bán gì với gì? À, trời với gì nữa? Ổi mận. Ổi mềm không? Ổi mềm không? Thôi ăn cốc đi. Thôi con có ăn đâu nha chứ. Tao ăn, trời ơi, sao vậy? Chứ uống nước nhiều đi chứ. Bữa tao mua 6 chai của ba mày lên xe mất hết 3 chai. Lý do? Ai biết. Cái gì? Mời tao uống trước 3 chai vậy đó. Lý ra tao đi chơi nó uống bia cho ai uống nước. Ôi nhỏ gì chứ có nhậu không mày chứ? Có, nhậu với ba mày. Biết không, nhậu ba mẹ. Hỏi nhiều cái ghét lắm.